Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Ha Potter. Là ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở phố đi bộ Hồ Gươm, một cái địa điểm quen thuộc khi mà với những cái series phỏng vấn phố đi bộ trước đây của mình. Sở dĩ là ngày hôm nay mình mang cái nhân vật Ha Potter đến phố đi bộ là bởi vì sau khi mà cái clip Ha Potter lên sóng, rất nhiều bạn đã tò mò hỏi về cái phép thuật của cái anh này nó là gì và tại sao nó lại hay đến như vậy. Thì ngày hôm nay mình quyết tâm sẽ mang phép màu đó lan tỏa lên phố đi bộ này bằng cách là cho tất cả mọi người trải nghiệm chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus và chiếc bút thần S Pen để xem rằng là mọi người sẽ cảm nhận như thế nào. Anh ơi, cho em hỏi là mình đang sử dụng điện thoại nào anh? Mình đang dùng Oppo. Oppo, Xiaomi đúng không? Xiaomi. Ok. Em đang S7S sinh viên nghèo anh ạ. Em thì dùng Oppo F11. À rồi ok. Anh dùng từ Note 1 đến Note 8. Note 1 đến Note 8. Có trên Note 8. Note 8. Dạ, em thì chưa. Em chưa. Nhưng mà đang Note 8 thì sao tự nhiên xuống S7S? Đâu, cái Note 8 của bố em còn cái. À rồi. Cái S7S thì bố em dùng. À. Ở đây. Thế là mình có dùng một lần rồi nhưng mà. À, tức là mình mới dùng một lần lâu rồi đúng không ạ? Rồi à? Chưa. Anh em này chắc là dùng trộm của bố rồi. Dùng trộm của bố rồi, cái F Pen có vẻ hay vết. Chắc bọn em phải fan ở phim ảnh không? Em phim ạ. Ý anh là phim gì ạ? Đã bao giờ xem Harry Potter chưa? Rồi ạ. Em xem rồi, em có đọc truyện nữa cơ. Đọc truyện? Truyện luôn, đủ full 7 tập. À, ok, được, anh em này. Em thế. Xem phim, sở thích giống nhau. Sở thích. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Thế trong đấy Harry Potter là có một cái gì đặc biệt nhỉ? Nó có cái gì? Có đũa phép. Đũa phép. Đũa thần đúng không? Đó. Thì trong Harry Potter nó sẽ có một cái vật rất là đặc biệt, đó chính là một cây đũa thần. Thì năm nay Note 10 Plus thì cũng có một chiếc S Pen được ví như là đũa thần của Harry Potter. Thì ngày hôm nay anh sẽ cho em lần đầu tiên được trải nghiệm chiếc Note 10 Plus. Ok đấy anh. Có sẽ đưa ra cảm nhận cho anh. Được không? Vâng. Cảm nhận đầu tiên là màn hình khá là rộng. Cầm khá là đầm tay, các cái chi tiết gia công về mặt thì bo viền khá là dễ. Đó, thì bây giờ bình thường nếu muốn thay đổi những cái này, ví dụ quay video hoặc là ảnh thì mình sẽ lướt vuốt màn hình đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ thì S Pen nó sẽ không cần phải làm như thế nữa. Anh chỉ cần ấn nút ở đây, như bình thường vẫn có cái nút quen thuộc. Nhưng mà mình sẽ ấn nút và mình hất theo hướng mà mình muốn để có thể đổi được các cái chế độ này. Đó, nó sẽ đổi theo ý muốn của anh. Mình để cái điện thoại ở đấy. Xong mình bấm hẹn giờ rồi mình chạy ra thôi đúng không? Bây giờ thì không cần nữa, chúng ta có thể dùng bút này điều khiển. Đó, anh thấy nào? Hay đấy. Rất là tiện luôn. Đũa thần là có thật rồi anh. Note 10 Plus còn rất nhiều tính năng khác. Ví dụ anh sẽ cho em xem một cái như thế này. Và em có phải là người hay kiểu hay sống ảo trên Facebook, Instagram không? Có. Có. Con gái mà đúng không? Bây giờ con gái thì hay anh mượn cái bút một xíu thôi. Nhấn vào đây nhá. Nó sẽ có cái là vẽ tay AR. Em thấy hình vuông không? Có. Nó sẽ tự nhận diện mặt của em. Và bây giờ em vẽ thử một cái gì cho em đi. Nó như kiểu một cái sticker, một cái filter ở trên Instagram, em biết không? Ok, sừng hoặc là tay mèo thì đấy. Đây là tay mèo hơi sừng cho anh hỏi do. Chắc là tay mèo. Tay mèo được rồi. Đó, khi mà em lắc. Đó, nó sẽ tracking và follow theo đầu của em. Hay đúng không? Nó vừa mới cắm sừng mà em đảm bảo với anh luôn. Rồi, okay, được, anh hiểu nỗi niềm của bạn ấy. Bạn em đã vẽ cho em này. Con lắc đầu đi. Đó, nó sẽ follow theo. Dâu chẳng hạn. Thì cái này em thể thỏa sức sáng tạo, em vẽ thêm một vài đường nét nữa đi. Nó sẽ tự hiện trên mặt em luôn. Cái này rất là hay và chỉ có mỗi biết mình em có mấy cái filter mà em vẽ ra thôi. Vâng, anh vẽ thế nào cũng được, anh vẽ bao nhiêu cũng được ạ. Cái gì đây? Vẽ vừa rồi. À, thấy không? Đó, thì cái này nếu mà anh mua cho chị nhà là hợp lý cái này. Khá là hấp dẫn ạ, có thể troll bạn bè các thứ và cái tính năng này là khá là fun ấy, funny. Con gái thì đi em sống ảo, của mình thì đem troll bạn bè. Troll bạn bè đấy là hợp lý hơn anh ạ. Ok. Ngoài ra ấy, bây giờ bọn em vẫn đang đi học đúng không? Vâng. Vẫn đi học à? Nó sẽ có một cái này rất hay nữa này. Ở trong Samsung Note, ai tự tin chữ mình nhìn được nhất? Em. Ok, bây giờ em viết cho anh một chữ nào đấy vào đây đi. B. Ok. Đây là đang chữ viết đúng không? Đúng. Bình thường thì nếu mà bọn em muốn chuyển chữ viết sang đánh máy, bọn em sẽ cần phải đánh máy lại từ này. Nhưng ở đây chỉ cần muốn ấn thôi. Đó, nó sẽ tự chuyển cho em sang từ B. Mà không cần phải đánh máy lại. Đấy, nó xấu như thế này mà nó còn nhận được ra này. Đấy, nó sẽ tự chuyển đổi tên anh là Lê Tuấn Duy. Nếu mà mình viết hoa thì nó cũng sẽ viết hoa, nhưng mà vừa nãy bởi vì anh viết thường. Rồi, okay. Đẹp. Và những cái này thì bọn em hoàn toàn để xuất ra file Word hoặc là file gì đấy để có thể chia sẻ với bạn bè tùy thích. Ví dụ kiểu là mình đi học, mình đi làm gì đấy, sau này làm thêm, mình phải nốt một cái gì đấy thì hoàn toàn bọn em có thể làm ngay cho nhanh. Tức là những cái khi mà em nốt những cái idea của em ra khi em học tập á, hoặc là kiểu bài giảng ở trên lớp này đó các thứ,
thì em chỉ cần ấn nút rồi nó sẽ chuyển tất cả mọi thứ cho em sang tách hết. Và cái đấy thì bọn em sẽ áp lên mạng gửi cho bạn bè. Thì ra là dòng nốt này thì nó sẽ định hướng cho những người đi làm này, các thứ. Nhanh nghĩ rằng là học sinh của mình bây giờ nếu mà có đủ điều kiện thì vẫn có thể mua để có thể có đến cái trải nghiệm được tốt hơn mình, đúng không? Đây là ba tính năng nổi trội nhất của cái bút này. Đó, thì bọn em cảm nhận như thế nào? Em thấy là cần phải bán thận gấp rồi anh ạ. Bán thận gấp. Em đang dùng S7S mà bây giờ nhìn cái này nó choáng quá anh ạ. Thôi em đi bán thận thôi. Để rồi em liên hệ anh sau. Em thấy nó rất là tiện dụng cho công việc là một này. Rồi là hay rồi, như là cho chị em là thích selfie tự sướng. Và nói chung là về cảm quan thì mình thấy là rất là tốt. Còn Samsung trước giờ vẫn thế, cảm quan thì nó rất là tốt, thì nó cũng rất là sang chảnh. Thì thực ra là anh thường dùng Samsung ấy là để anh đi tập video. À đấy, mình dùng biên tập 1K rất là tốt. Thực ra là Note 10 năm nay ấy, thì nó họ cũng đã liên kết với cả Adobe. Anh biết Adobe không? Rồi. Premiere rồi Photoshop các thứ. Thì ngày hôm bây giờ thì mình có thể sử dụng những cái tính năng cơ bản nhất của Adobe, cắt video các thứ, nó sẽ chi tiết hơn rất là nhiều, thêm nhiều filter hơn ở ngay bên trong bộ sưu tập của máy mà không cần phải download một cái app thứ ba về. Nó có thể giúp cho cái công việc học tập cũng như là làm việc của mình tiện lợi hơn chẳng hạn, tiện lợi hơn. Đấy là cái cảm quan của em, có thể là trong thời gian là về lâu về dài thì coi nhiều cảm nhận hơn. Hay là anh cho em mượn? Bạn nào đi chơi chỗ trải nghiệm cũng kêu mượn này thì anh còn đâu nữa. Em thì em thích nhất cái tính năng bút thần kỳ chuyển đấy. À, chuyển. Nhưng mà đấy, nhớ nhá, là có điện thoại này anh nghĩ là khả năng là cao là mình mua xong là có gấu đấy em ạ. Thôi bán thận đi bạn ơi. Thôi bán thận, hai thằng chỉ nhau đi bán thận được đấy. Mai bán nửa cái thận, còn nửa cái thận. Được, hợp lý. Kiểu em thích thiết kế ghế nó khuyên hình vuông ấy. Và nó tràn hết màn hình chứ nó không có những cái mà nó kiểu khá rộng viền nữa, không có viền nhiều. Với cam camera thì nhìn nét, chụp sống ảo được. Tính năng mà mình thích nhất chắc là cái tính năng mà mình viết chữ và nó chuyển thành text cho mình ấy. Bởi vì cái công việc của mình cũng thường xuyên hay phải ghi lại những cái idea hay nốt lại những cái idea của mình. Ấn tượng nhất là cái tính năng chụp ảnh từ xa, còn thích nhất thì là cái chuyển đổi nốt. À rồi, ok em cảm ơn anh. Giả sử như bây giờ tay mình như thế này mình bấm làm sao được. Đấy, còn cái này là thử bút đúng không? Chính xác luôn. Ok, như vậy là ngày hôm nay thì Haha Potter đã cùng trải nghiệm một ngày chơi phố đi bộ với tất cả mọi người để cho mọi người có thể nhau lần đầu tiên trải nghiệm tính năng mới nhất và chiếc bút thần S Pen trên Note 10 Plus. Rồi, và các bạn cảm nhận thế nào với những tính năng mới, và các bạn thấy rằng là niềm hạnh phúc và phép màu hạnh phúc của chiếc S Pen trên những Note 10 Plus như thế nào? Hãy comment bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, mình đi về đây các bạn ạ. Nào, hai tên này khiêng ra về nào, khiêng.